Thấy chưa, đi ra vườn nè. Trái này chắc lượm được coi như. Chưa. Không, nhưng mà nó chỉ đem vô là nó chín à. Nó còn da. Xanh đó hả? Ý, nó còn. Ai lượm người ta. Rồi tiếp tục đi, khám phá tiếp. Đi thì trưa ăn cơm luôn đi con. Cái đó là dây gì á? Bí đao tưởng dưa leo ra hái cái trái. Nhà người ta, nhà người ta thì cũng như nhà mình thôi. Nè, kiến này nó cắn anh này như, nhanh phủ nó xuống giùm anh ơi. Dạ. Nó hư hết rồi. Chín đâu mọi người. Không chín mà. Hôm nay đi tìm được trái để chín mà. Vậy với cái tính ra cái đất này trồng cũng được chứ. Thấy có trái đâu. Xích lại, xa vô đó bút cho. Ừ. Thêm cái vườn bí đao nữa. Thấy không? Quay thấy. Nó thấp xuống đó. Thấy. Cái này trồng cái này sướng ha, khỏi người tưới. Trời. Thấy gì không các bạn? Giữ giữ anh sang cái quần cái tụt. Tụt quần luôn hả? Bỏ vô. Rồi, bỏ vô. Lụm lụm nó chết chà. Nè, trái này vàng rồi nè Như. Của ai vậy? Của mình lụm cho anh đi. Mà nó chưa chín sao? Cái mốt nó chín. Lụm nha. Lụm nha. Đây kia đi. Cái nào? Đây dưới á, trái bự dưới á. Y nó bị đất rồi. Tự nhiên không anh đụng nó đất cha rồi. Chết để cha để mà. Đi lại. Rồi, xí nha. Nó bự bằng cái mặt mình luôn á. Không không anh đụng vô nó đất à. Bên kia mày 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 làm gì coi chừng rớt xuống đó nữa. Ao thì không có cá. Thế thêm một em này chạy theo nữa. Ừ. Người thành phố sẽ ao ước điều này. Nhìn là có điều ước liền. Như bèo đâu đó. Sát luôn. Đưa tay là tới tới luôn rồi mọi người. Lập bụp trồng mười trồng mấy cái dừa như vậy mới đáng này Như. Thấy vậy thôi chứ cũng gần chứ không cao rồi. Cái gì vậy? Lại ăn bí đào luôn rồi. Chị lâu mua sình thôi. Chuyên dựng luôn nha mọi người. Thấy mà.
là cái đồ chua chấm nước mắm này. Rồi xong. Trong mình đó mọi người.